30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 12, khi nào hổ thêm cánh. Thành công là chuỗi kết quả của những hành động thành công được lặp đi lặp lại nhưng ở mức độ cao hơn. Nói cách khác, thành công cũng là tập hợp của nhiều kết quả thành công khi áp dụng nguyên tắc 5 bước thành công. Khi bạn thành công ở mục tiêu này, bạn sẽ nâng dần lên mục tiêu cao hơn và cứ thế bạn tiến bộ mỗi ngày. Theo Ray, không phải ai cũng có thể làm tốt tất cả nguyên tắc 5 bước thành công. Trích dẫn, bởi lẽ mỗi bước nó đòi hỏi một cách suy nghĩ khác nhau và mỗi người khác nhau có những thế mạnh khác nhau. Hết trích dẫn. Thí dụ, bước 1, xác định mục tiêu. Cụ thể là bạn muốn cuộc sống sẽ như thế nào hay muốn làm gì trong 20 năm nữa. Trích dẫn, để làm tốt việc xác định này, bạn cần phải giỏi về suy nghĩ mang tính chiến lược, nhìn xa, trông rộng, có khả năng tưởng tượng và ưu tiên. Hết trích dẫn. Bạn sẽ khó mà trở thành một bác sĩ giỏi và một nghệ sĩ dương cầm. Tôi đang nói về bạn chứ không nói về bác sĩ XYZ mà cũng là nghệ sĩ dương cầm nào đó. Lý tưởng, bạn có được một người coach giỏi có thể hướng dẫn và cùng giải quyết với bạn bước này. Trích dẫn. Ở bước 2 xác định vấn đề và không chấp nhận sống chung với lũ, nó đòi hỏi bạn phải là người cởi mở và cầu tiến, sẵn sàng xem xét điểm yếu, thất bại để tiến bộ. Hết trích dẫn. Không nhiều người Việt chúng ta có được đức tính này, đó là lý do lớn cản trở chúng ta thành công. Tương tự ở bước 3, chẩn đoán để tìm nguyên nhân sâu xa. Trích dẫn, nó đòi hỏi bạn mạnh về logic, có khả năng nhìn thấy nhiều cơ hội khác nhau và mạnh dạn trao đổi với những người khác để tìm hiểu ra nguyên nhân cốt lõi nhất. Ở bước 4, lên kế hoạch, nó lại đòi hỏi người làm bước này phải có kinh nghiệm thực tế và khả năng tưởng tượng. Hết trích dẫn. Thường là những người ít nhiều có kinh nghiệm trong vấn đề bạn đang gặp phải thì họ sẽ giúp bạn tốt hơn. Trích dẫn. Trong khi đó, bước 5 thực hiện đến kết quả cuối cùng thì cần những người có tính kỷ luật cao, thói quen làm việc và khả năng dứt điểm. Hết trích dẫn. Ai sẽ làm tốt một lúc 5 bước này? Chẳng có ai cả. Khó có ai có thể hoàn hảo để có thể làm giỏi hết tất cả. Nhân vô thập toàn, ông bà ta đã nói rồi. Ray cho biết, trích dẫn, thật ra là có, ai có tính khiêm tốn, người đó có thể có hết được những gì bạn cần từ những người khác. Hết trích dẫn. Nghĩa là nếu bạn có tinh thần cởi mở, dễ dàng chấp nhận cái mới và khiêm tốn, bạn sẽ có được cái bạn muốn. Cái bạn có được thực ra là từ người khác đem lại. Trích dẫn, ai cũng có điểm yếu này nó sẽ xuất hiện nhiều lần, lặp đi lặp lại dưới dạng những sai lầm. Biết được những điểm yếu này và mạnh dạn xem xét những điểm yếu của mình là bước đầu để có thể giúp bạn thành công. Hết trích dẫn. Không chỉ là những điểm yếu chung chung dẫn đến sai lầm, Ray còn muốn nói rõ những điểm yếu đó là những bước trong nguyên tắc 5 bước thành công. Trích dẫn. Xác định xem bước nào trong nguyên tắc 5 bước thành công bạn thường thất bại. Tìm sự trợ giúp từ những người mà họ mạnh về bước đó, đặc biệt là họ khách quan hơn. Hết trích dẫn. Như Ray đã nói, mỗi bước cần những kiểu người suy nghĩ khác nhau. Đó là lý do bạn cần có coach, giúp bạn phát triển cá nhân, tư vấn từ bên ngoài, hoặc đồng nghiệp trong team, hoặc đối tác làm ăn chung hay bạn bè, để giúp bạn làm tốt ở bước mà bạn thường thất bại. Nếu bạn là kiểu người biết tuốt thì sẽ càng khó cho bạn tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, vì bạn sẽ nghĩ rằng, tôi biết làm rồi, tôi giỏi rồi, vân vân. Tôi có người em họ đi học ở Úc 4 năm đại học và 2 năm cao học về online marketing. Tôi có cảm giác là mục tiêu cậu ấy quá thấp so với trình độ vì thấy công việc quá khiêm tốn của em đang làm ở một công ty sản xuất hàng công nghiệp của Đài Loan. Có vẻ như không xứng tầm với bằng cấp. Thế là tôi gọi điện muốn coach và giúp định hướng công việc, đặc biệt là trong ngành tiếp thị, quảng cáo mà tôi có kinh nghiệm, cả ở vị trí client và agency. Nhưng mà cậu ấy trả lời, em ổn và cảm ơn, em không cần ai giúp. Trích dẫn, bất cứ ai chắc chắn cũng sẽ có một yếu điểm gì đó mà nó cản trở bạn thành công. Hãy tìm và diệt nó. Hết trích dẫn. Chính xác là hãy tìm ra và xử lý. Cái này thì rõ ràng rồi, nhân vô thập toàn mà. Trích dẫn, viết xuống cụ thể bước nào mà bạn yếu, tự đặt câu hỏi, tại sao tồn tại, vì cái cảm xúc, vì cái tôi, nên bạn thực hiện không tốt bước đó.
Hết trích dẫn. Chỉ khi nào bạn viết ra thì bạn mới thực sự xem xét nghiêm túc. Còn bạn cứ để trong đầu, coi như đã nhớ, nhưng thực ra bạn chẳng nhớ gì cả và bạn chẳng dám đối mặt với điểm yếu này. Trích dẫn. Rất nhiều người luôn có một hay hai những chướng ngại vật. Nếu bạn giải quyết triệt để hay tìm cách lách qua được thì bạn sẽ tiến bộ đáng kể. Nếu bạn bắt tay vào xử lý thì sớm muộn gì bạn cũng xử lý thành công với cản trở này. Hết trích dẫn. Chỉ có khi nào bạn xác lập được ý chí là tôi sẽ giải quyết điểm yếu này thì bạn mới có thể thành công trong việc xử lý. Còn không thì chỉ thoáng qua, đến rồi đi thôi. Trích dẫn. Bạn có thể tự mình xử lý hoặc có sự trợ giúp từ bên ngoài. Để có sự trợ giúp từ bên ngoài, bạn phải khiêm tốn. Đức tính này nó còn quan trọng hơn là sức mạnh vốn có của bạn. Nếu bạn có cả hai thì trên cả tuyệt vời. Hết trích dẫn. Cái này thì rõ rồi. Rất nhiều người thành công không hẳn là họ giỏi về lĩnh vực đó, mà đơn giản họ tập hợp được những người giỏi giúp họ giải quyết điểm yếu, cản trở họ thành công. Ví dụ, Bill Gates không cần là người lập trình giỏi nhất, Steve Jobs không cần là người giỏi nhất về phần cứng. Có tính khiêm tốn sẽ giúp bạn luôn lắng nghe, học hỏi và tự tìm ra điểm yếu để giải quyết. Và nếu bạn có tìm ra điểm yếu của người khác thì bạn, với đức tính khiêm tốn, bạn sẽ giúp họ tiến bộ. Khác với những người luôn hãnh tiến, khoe khoang, luôn tìm thấy điểm yếu, sai lầm của người khác, không phải để học, tránh sai lầm cho mình lần tới, mà cố để chứng minh là mình giỏi, còn người khác thì không biết gì. Nếu đi làm mà bạn tìm được sếp, giúp bạn tìm ra điểm yếu, thường là bạn không thấy, rồi giúp bạn phát triển, thì bạn sẽ tiến bộ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Nhưng thực tế không dễ như vậy. Tôi không được may mắn nhiều, nhưng vì tinh thần ham học hỏi, cầu thị và khiêm tốn đã giúp cho tôi tiến bộ. Công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp MBA năm 1994 là Management Trainee tại một công ty bia rượu. Dự định 6 tháng nhưng chương trình thực tập quản lý sau đó bị cắt ngắn vì tôi phải chuyển gấp qua phòng marketing để phụ cho một anh quyền giám đốc marketing. Do không có nghề nên anh đã đề nghị phòng nhân sự chuyển tôi về gấp để hỗ trợ. Một mặt là anh cần tôi, mặt khác thì anh lại cứ cố chứng minh với mọi người trong phòng là tôi không có năng lực và kinh nghiệm, chỉ học lý thuyết thôi. Thay vì anh xài tôi để giải quyết điểm yếu marketing, cản trở anh đạt mục tiêu trở thành giám đốc tiếp thị, thì cảm xúc đố kỵ, cái tôi của anh cho rằng mình giỏi hơn nó chỉ học lý thuyết thôi, chẳng có kinh nghiệm gì. Làm ngán đường anh, nhận ra điểm yếu, học hỏi và không tận dụng triệt để được sự trợ giúp của tôi. Anh đã không được bổ nhiệm vị trí mong muốn sau đó, còn tôi thì được nhận vào công ty Electrolux với chức vụ giám đốc tiếp thị, vì tôi không tìm thấy cơ hội cho mình học hỏi ở công ty bia rượu kia nữa. Thà làm lính thằng giỏi còn hơn làm sếp thằng ngu các bạn ạ. Những người giỏi hơn bạn để cho bạn học hỏi, không nhất thiết là họ giỏi hơn bạn cái chuyên môn bạn đang làm, nhưng họ có thể chỉ cho bạn những điểm yếu rồi giúp bạn tiến bộ. Như tôi nói, không phải ai cũng có thể tự nhìn thấy được những điểm yếu của mình. Trích dẫn. Một số người giỏi tự biết mình cần làm gì. Theo Ray, những người này họ có bản đồ tư duy tốt, có thể là do họ tự học mà có, hoặc có may mắn được trời ưu đãi cho khả năng suy đoán tốt. Nhưng dù có được từ đâu, những người này luôn có sẵn hoặc tự tìm ra nhanh câu trả lời. Hết trích dẫn. Nếu lập team, đây là người bạn cần tìm để giúp giải quyết những điểm yếu của bạn. Tuy nhiên, nếu người này là người có tư tưởng bảo thủ, fixed mindset, cũng sẽ là thách thức cho bạn vì những người này ít chịu lắng nghe, ít chịu chấp nhận sự khác biệt và không thích nhận sự trợ giúp. Trích dẫn. Tương tự, nhiều người rất khiêm tốn và luôn cởi mở, cầu tiến hơn những người bình thường khác. Khiêm tốn nó quan trọng hơn là sở hữu bản đồ tư duy, vì nó giúp bạn dễ dàng tìm được những câu trả lời, giải pháp từ nhiều người khác hơn là tự chính mình. Nếu bạn vừa khiêm tốn và vừa sở hữu bản đồ tư duy, thì giống như hổ thêm cánh vậy. Hết trích dẫn. Hay như Elon Musk, anh đâu phải là kỹ sư thiết kế hay vận hành hỏa tiễn hay phi thuyền vũ trụ, nhưng Elon có khả năng tập hợp được những người giỏi, giúp anh giải quyết những điểm yếu cản trở anh đạt được mục tiêu là cung cấp dịch vụ du hành vũ trụ giá rẻ cho SpaceX. Ray đã phát triển một biểu đồ gồm hai trục,
Trục đứng đại diện cho kiến thức và trục ngang là tính khiêm tốn, cầu tiến để xác định xem bạn đang ở đâu. Câu trả lời hay kiến thức bạn có thể tự mình tìm ra hoặc nhờ người khác hỗ trợ nếu bạn là người khiêm tốn. Nói cách khác, bạn sẽ tiến bộ nhờ một trong hai hoặc cả hai. Nếu bạn có kiến thức hay có bản đồ tư duy tốt, tự mình có thể xử lý được hết những tư duy bảo thủ, fixed mindset, thì bạn vẫn ok nhưng sẽ không xuất sắc, bạn sẽ khó đi thật xa. Tôi có đọc tập truyện ngắn Nước Mỹ của nhà văn Phan Việt, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Chicago và hiện là phó giáo sư Đại học South Carolina. Một trong những truyện mà tôi còn nhớ đó là nói về một người đàn ông, chắc là chồng của tác giả. Anh giỏi, có thể nói là rất giỏi về công nghệ thông tin, nhưng lại tự cao, thiếu khiêm tốn, thường bị cảm xúc dẫn dắt khi ra quyết định. Ai anh cũng chơi dở và thường làm việc kiểu thiếu kỷ luật, nên thường dễ trễ deadline. Ai cộng tác với anh thường là cơm không lành, canh không ngọt và một đi không trở lại. Trích dẫn, tương tự, nếu bạn là người cởi mở, grow mindset, cầu tiến và khiêm tốn nhưng bản đồ tư duy không tốt thì bạn sẽ gặp thách thức khi tìm kiếm người trợ giúp cho bạn tìm câu trả lời, giải pháp, hết trích dẫn. Trích dẫn tiếp theo, người có bản đồ tư duy và tính cởi mở chắc chắn là người vô địch, chắc chắn hơn hẳn những người không có cả hai, giống như hổ thêm cánh vậy, hết trích dẫn. Đọc sách nhiều, nói chung cũng là một cách giúp bạn cởi mở hơn và biết rằng còn có rất nhiều người giỏi hơn bạn. Để xây dựng được đức tính khiêm tốn, đọc sách cũng là một cách để giúp bạn học trước những bài học mà không phải trả tiền cho những kinh nghiệm mà bạn chưa từng gặp, để đến khi rơi vào tình huống đó, bạn đã có sự chuẩn bị trước. Và bạn thấy đó là lý do những người thành công như Bill Gates, đọc sách là một phần không thể thiếu, giống như bạn ăn mỗi ngày vậy. Và cuốn sách Principles, Life and Work của Ray Dalio mà tôi đang viết nhật ký quả là một cuốn sách đáng đọc nhất trong tất cả các cuốn sách. Có thể nói nó là cuốn sách bạn phải đọc và đọc đi đọc lại nhiều lần. Và cuốn sách này, ngay từ đầu tôi đã đề cập, Bill Gates đã dành tặng những lời có cánh. Trích dẫn, Ray Dalio đã chỉ cho tôi hướng tiếp cận và cách nhìn hữu dụng và giờ đây trao lại cho các bạn. Hết trích dẫn. Ray nói, trích dẫn, nếu bạn là người biết rõ mình yếu chỗ nào và là người cởi mở, khiêm tốn, cho phép bạn tìm trợ giúp, thì bạn hãy tin tôi, không có gì mà bạn không làm được. Nhưng nói thật, rất là nhiều người đã thất bại vì không làm được hai điều này. Hết trích dẫn. Lấy tôi là thí dụ, tôi không hẳn giỏi, thậm chí là dở, về những việc như mộc, sửa chữa, kỹ thuật, online, v.v. Tôi chỉ có thể nói là tôi biết về cách tiếp cận, xử lý, biết tìm người trợ giúp. Tôi lại là người cầu tiến, cởi mở, luôn tìm những điểm yếu của mình để xử lý. Và vì khiêm tốn nên tôi có thể dễ dàng tìm được sự trợ giúp để có thể thành công như là làm hàng rào, làm vườn hay làm những việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên Amazon. Có một thực tế là người Việt mình khó làm ăn chung, sáp vô là có chuyện, thất bại rã đám thì không nói, thành công rồi cũng tàn đàn sẽ nghe theo kiểu thành công là công đầu của tôi, thằng đó nó có làm được gì đâu. Hoặc chưa ra gì thì cũng xào xáo, mất tập trung nên đâu thể toàn tâm toàn ý để đi đến thành công được. Có nhiều lý do nhưng tụ trung lại nó liên quan đến cảm xúc và cái tôi. Nhiều quyết định không dựa vào lý trí đúng sai mà dựa vào cảm xúc cá nhân nên mưa nắng thất thường. Và thường đưa cá nhân vào công việc nên dễ ra quyết định sai, theo kiểu chọn màu bao bì không phải để nổi trên kệ hàng, mà là do tôi thích, đặt tên sản phẩm không phải vì yếu tố tiếp thị, mà đó là tên của con gái tôi, v.v. Tương tự, cái tôi quá lớn, đâu đó nó cũng liên quan đến tính thiếu khiêm tốn, không chịu cởi mở, bịt tai không lắng nghe, bỏ qua những cơ hội giúp thành công. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi với bạn. Bạn phải tìm cho mình người giúp bạn giải quyết những điểm yếu trong nguyên tắc 5 bước thành công. Nếu tìm được thì bạn giống như hổ thêm cánh vậy. Đến đây tôi xin chào tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP X-Men.